Chào nha, thì mình Nguyễn Xuân Điền nhá. Số điện thoại bên mình là 0906 23 1104. Zalo bên mình là 0936 168 796. Zalo của bên mình là 0936 168 796. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một thanh Katana thép 1095 nha anh em, nhá. Đấy. Vỏ thì bọc sừng. Đấy, vỏ thì đây vỏ các cái phần này đấy, là bọc sừng anh em nhé, anh cho anh em xem đó, nhiều đuôi này bọc sừng. Ở bên ngoài thì cái màu của nó sẽ đẹp hơn đấy, đẹp hơn ở bên trong video. Vỏ thì đen bóng nha anh em nhé, vỏ đen bóng. Phụ kiện thì là phụ kiện đồng. Đây anh em xem cái hoa văn họa tiết ở trên 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 cái chắn nhá. Hai mặt nó gần như là như nhau. Đấy, hai mặt của cái phụ kiện gần như như nhau. Nó như kiểu là các cái bông hoa anh em. Kiểu các cái bông hoa đan xen vào nhau ấy. Cả các cái phần phụ kiện kiểu này đấy thì cũng là các cái bông hoa anh em nhé. Đây phần tay cầm đấy, tay cầm này thì cũng bọc đây phụ kiện cũng là hoa, bên trong này cũng vậy, hàng thì hai chút tre đấy, bọc là bọc da cá anh em nhé, tay cầm là bọc da cá nhé. Đây, phần đuôi các cái bông hoa. Cái dây cuốn ở đây thì cái dây cuốn ở đây thì là tùy anh em nhé, mỗi anh em lại có một cái kiểu thích kiểu khác nhau đấy. Còn cái dây cuốn này thì nó có mấy màu đấy, trắng vàng rồi tím xanh, có bốn màu, bốn màu chủ đạo. Nhiều anh em lại thích là kiểu dây cuốn màu đen đấy, nhưng mà cái cây này thì hiện tại bây giờ đấy là cái dây cuốn này của nó là màu sắc hơi là đẹp chút. Đấy. Thì cây này thì có chiều dài là 103 cm đấy, và trọng lượng của nó là 1,3 kg. Đây, để mình cân lại xem chính xác nó là 1, xin lỗi anh em nhé, cái cây này nó không phải là nặng 1,3 kg mà nó nặng là gần một cân rưỡi nha anh em nhé. Nó rơi vào khoảng 1480 gì đấy. Đấy, khoảng 1480 đấy chứ cũng không không có nhẹ cây này đâu. Cái này là gần 1,5 cân nha anh em nhé. Thép thì thép 1095. Đấy. Nhập khẩu. Thép này thép nhập khẩu của Nhật nha anh em nhé. Trung Quốc có họ nhập khẩu của Nhật cái loại thép này. Đó. Đây. Hamon thì hamon đất lung đấy thì anh em cũng biết rồi, đấy là trong quá trình rèn kiếm ấy, đấy người ta đắp đất lên cái lưỡi đấy, và người ta lung lóng lên đấy. Nói chung là trong trong cái lúc đắp đất ấy là người ta có tạo hình các cái vân lưỡi này rồi nhá, các cái phần hamon ở lưỡi này rồi nhá. Đấy, xong bắt đầu là người ta lung đỏ lên đấy. Người ta cho vào nước. Đấy, nói chung là các cái công đoạn tôi thép đấy, và tạo hamon đấy, thường thì cái phần thường ấy thì là cái phần hamon này này nó sẽ có cái độ cứng đấy, cao hơn phần sống là khoảng 15%. Đấy, thép 1095 anh em nhá. Đấy thì thép 1095 này thì có cái độ tinh khiết nó rất là cao đấy, với cả cái nữa ấy, là nó có thể đàn hồi được. Đó, nó có tính đàn hồi. Đấy, thì anh em ví dụ là anh em uốn cong ấy, đấy, hoặc là anh em va chạm vào vật gì ấy, đấy thì cái cây kiếm nó đỡ bị nó gọi là bị dơ ấy. Đó, nhiều anh em thử kiếm ấy, nhiều khi anh em chém ấy, đấy nó có cái độ dơ. Đấy, độ dơ của kiếm. Đấy, độ lệch, còn cái này thì nó có cái độ đàn hồi. Đấy thì
Đây ví dụ như ở đè đè xuống đất này chẳng hạn. Đây, đè xuống đất này nó có thể là nó cong lên cây kiếm rồi nó lại trở về bình thường. Đấy. Nói chung là cái dòng 1095 này thì có cái độ đàn hồi nó cao hơn so với cả T10 anh em nhá. Đấy. Thì đây mình sẽ test cái phần lưỡi cho anh em xem. Đó. Phần lưỡi thì đây. Mình nói luôn cây này thì họ mài khá là sắc nha anh em nhé. Ok chưa? Cái này thì cái độ dày của lưỡi, độ dày của thép thì vẫn là 7 ly. Đấy. Phụ kiện là phụ kiện đồng. Phụ kiện đồng nha anh em nhá. Đấy thì vỏ là bọc không sừng. Thì hiện tại bên mình đang bán cây này với giá là hơn 7 triệu. Giá hơn 7 triệu nha anh em nhá. Hàng thì của hãng Sang Gia, đấy có đầy đủ là phụ kiện anh em, hộp đấy, giấy của nhà sản xuất và dầu bảo dưỡng. Đó. Hộp của nó thì hộp rất là đẹp đấy, hộp đẹp và chắc chắn. Còn anh em nào mà mua kệ các thứ ấy, đấy thì bên mình cũng bán kệ kèm cho anh em luôn. Ví dụ nhiều cái kệ này anh em mà mua kèm này, đấy thì giá của nó chỉ có 500.000 thôi đấy. Còn nếu mà anh em mua lẻ thì giá của kệ này là 650.000 nha anh em nhá. Đó, vì cây này, hiện tại cây này bên mình đang bán với giá là hơn 7 triệu. Đó, anh em nào quan tâm thì alo cho mình nha anh em nhá, 0906 23 1104, đấy còn Zalo là 0936 168 796. Rồi, xin chào tất cả anh em.